cứ là một cái người nào, kể cả vua, tổng thống, không biết người đó là ai, hay là con người, là ông trời tạo hóa đó ban ra rất là công bằng, rất là công bằng. Không có ai mà như ý hết đó, như ý của mình hết đó. Người giàu họ có cái nỗi khổ, nhưng mà nó có hai mặt. Thì mình lúc nào mình cũng nên tập á, suy nghĩ về cái positive. Positive là mình nghĩ là tích cực á, còn negative là tiêu cực á. Đó thì cái cách sống của mình á, là mình nghĩ con người của mình quan trọng nhất là cái gì? Là cái hơi thở, là cái sự sống. Không có cái gì mà nó quý giá bằng cái hơi thở của mình đó đó. Cái sự sống của mình nó quan trọng tất cả. Nếu mà mình có hơi thở với cái sự sống á, mà mình bình an, mình sức khỏe mình đầy đủ á, là không có cái gì bằng ở đó, không có cái gì bằng ở đó. Có một người cách mới vừa gọi mình, nhưng mà đang nói chuyện á, cái đồ ăn nó bị ấy, nó bị nghẹn. Có một người khách vừa mới gọi mình mà 9 phút mình không có đi đón. Phần đông á, trời lạnh mưa gió đó, khách không có đi xa, đi dài ba block đường à. Mà mình chạy 9 phút, kẹt xe đâm ra 10 phút, tới khách đi có một đoạn đường có 5 phút à. Phần đông á, đó thì khi mà con người của mình á suy nghĩ được cái thêm một người khách gọi mình nữa, nhưng mà 8 phút mình từ chối, xong Uber nó khóa mình lại. Nó khóa mình lại thì mình đăng truy cập vô tài khoản lại thôi, chứ không có gì hết. Cứ nó cho mình mỗi 4 cú gọi mà 4 người mà gọi mình á, mà mình từ chối hết đó là nó khóa mình. Lúc nãy ở trong Costco á, là mình từ chối 2 người, mới thì mình từ chối 2 người nữa. Tại vì mình đeo cái tai nghe đó, cho nên khi mà cái chuông nó Uber nó reo quá, các bạn không nghe cái tiếng. Đó thì con người của mình quan trọng nhất là cái sự sống của mình, cái sự sống của mình. Còn mà nói mình nghĩ mà mình muốn có nhiều tiền làm cho mình vui, cái điều này mình nói hoài à. Cái lý do mà mình muốn chia sẻ với các bạn hoài đó, đó là cái bí quyết của mình. Tại vì khi mà các bạn cho rằng á, có nhiều tiền á, nó làm cho các bạn hạnh phúc, thật ra tiền đó là con số thì nó không bao giờ mà nó ngừng hết đó. Ví dụ như bây giờ các bạn muốn có 100 đô đi. Khi mà các bạn đạt được có 100 đô rồi đó, cái các bạn lại muốn 200 đô. Khi các bạn có 200 đô á, thì trong lòng của các bạn lại muốn có 300 đô, 400 đô. Vĩnh viễn cho đến ngày các bạn nhắm mắt luôn, nó không có đủ. Còn mình, giống như mình sống, giống như mình nghĩ ok, mỗi một ngày mình có miếng ăn, có cái mặc, mình đi ra mình vận động, tập thể dục, bảo vệ sức khỏe,
Rồi đợi tới ngày mai á, mình tính tiếp. Mở mắt dậy, mình đi làm. Thì nó tới nó lui, nó tới nó lui. Nhưng mà cái quan trọng là cái gì? Cái quan trọng là mình duy trì cái hơi thở của mình, cái cuộc sống của mình. À, có nhiều thứ mình không có cần phải có nhiều tiền, nó vẫn làm cho mình, nó vẫn làm cho mình hạnh phúc vui vẻ. Cái câu mà người ta nói á, không có cái gì mà mình hay bằng mình chiến thắng bản thân của mình. Nếu mà các bạn mà hiểu được cái câu đó đó là nó giúp cho các bạn nhiều lắm. Chiến thắng có nghĩa là sao? Giống như bây giờ con người của mình phải không? Mình là con người ai cũng đều như nhau hết, nhưng mà tất cả mọi người người ta đều gọi là kỷ luật bản thân. Đó thì giả sử như bây giờ cái bản thân của mình muốn mua một cái bàn để trong phòng khách, gọi là tiếng Mỹ gọi là coffee table, trị giá 2.000 đô. Rồi. Thì mình là cái đó là cái sự mong muốn, cái design của mình. Thì mình làm sao á, mà mình kiềm chế được, mình nói với bản thân của mình á, không, không có nên mua cái bàn nó 2.000 đồng, nó chỉ là cái bàn thôi mà, các bạn biết không? Nhưng mà các bạn mua 2.000 về đó, khách khứa tới nhà các bạn á, chưa chắc về các bạn vui, tại vì cái bàn á nó mắc quá, 2.000 đô, mà người ta tới á, người ta để một ly cà phê hay cái ly cái gì nó mạnh hơn, hay cái tay cái gì người ta đụng vô nó chạy chỗ mình, hay là em bé nó tới nó quào nó chơi. Cũng giống như cái xe của mình với cái xe đứa con trai của mình á, là cái xe bình dân, cho nên các bạn thấy mà lúc mình cào tiết á, mình không có cần phải nương tay, lấy cái sầu ben á, cái giá đó mình quét thoải mái, không có sợ nó chạy chỗ. Nhưng mà giả sử như cái xe này với cái xe đứa con của mình nó là xe hiệu, thì mình đâu có dám dùng cái sầu ben mà mình ủi ủi lên cái xe, mình phải nương nó, các bạn hiểu không? Thì khi mà mình trong cái cơ thể mình, cái ham muốn, cái design của mình á, ham muốn nó kể cả tất cả mọi thứ về sắc đẹp, về tiền bạc, mọi thứ. Giống như bây giờ mình nói đàn ông đi, ai cũng muốn có vợ đẹp, có bồ đẹp, nhưng mà mình phải biết lượng mình, lượng sức mình kiềm chế mình. Khi nào mà mình nói ok bây giờ tôi muốn có một người bồ đẹp hay là có con vợ nhỏ đẹp đó, thì mình kiềm chế làm sao mà mình chiến thắng được cái bản thân của mình, là mình không để cho cái sự ham muốn trong cái con người của mình. Giống như ở trong bản thân của mình là nó cũng là có một cái đứa con của mình, bản thân của mình nó là hai người ở trong cái hormone, cái feeling, cái cảm xúc, rồi cái sự ham muốn ở trong cơ thể của mình, rồi cái cơ thể của mình, nhưng mà ở trong đó mình có một cái linh hồn đó. Thì bản thân của mình muốn có một cái bàn 2.000 đô, mình làm sao mình thuyết phục được bản thân của mình, trong cái bản thân của mình đừng có mua cái bàn 2.000 đô, mua cái bàn 200 đô thôi. Nếu mà làm được như vậy mới gọi là chiến thắng bản thân của mình. Cái câu mà chiến thắng bản thân của mình á, ai cũng biết đó, nhưng mà người ta không có áp dụng. Cái bánh nó to quá ăn không hết, gói lại chiều quá đói bụng, lên về nhà bỏ vô cái máy hâm hâm
Chiến thắng bản thân của mình là ở cái chỗ đó. Đàn ông á, ai cũng tích tú đổ tường ở đó. Thích ăn ngon, thích có vợ đẹp, thích có bồ đẹp, thích có rượu ngon. Nhưng mà làm sao mà mình thuyết phục được bản thân của mình? Mình kiềm chế, mình đừng có đụng vô được mới gọi là chiến thắng của bản thân của mình. Mình lấy cái tư cách này để mình chia sẻ cho các bạn là mình làm được những cái điều này. Giống như bữa qua đó mình luộc ba con tôm hùm, ba con lobster. Rất là trong lòng rất là thèm. Mà mình biết được á, mình ăn ít thôi, không có sao, cho dù bác sĩ nói ăn ăn vừa đủ thôi, đừng có ăn nhiều. Mình biết nhưng mà mình không ăn là không ăn. Nhưng mà trong cái lúc mà mình luộc ba con tôm á, mình rất là thèm. Bà xã về, bà đi làm về, bà ngồi trước mặt mình, bà ăn, bà nhai nhép nhép, bà chấm cho anh. Bà nói anh ăn con đi, ăn con đi. Mình không ăn. Nhất định mình không ăn, nhưng mà trong lòng rất là thèm. Kể cả mà nhìn phụ nữ đẹp cũng vậy nữa. Đàn ông nào cũng, mình cũng vậy nữa, ai cũng. Nhưng mà làm sao mình thuyết phục bản thân của mình, đừng có gớ vô. Đó, khi nào mà mình làm được như vậy á, là mình mới là chiến thắng bản thân của mình. Giống như công việc của mình nè, phụ nữ trẻ trung hoa hậu cỡ nào chưa đã viên, lúc nãy lúc sáng này mình cũng có chở một người tiếp đãi viên. Nhưng mà tâm lý á, mình mà quen phụ nữ mà trong cái nghề của mình á, là sau này á, người phụ nữ nghĩ á là mình sẽ quen một cái người khác. Các bạn hiểu mình nói không? Giống như bây giờ các bạn là một phái nam, các bạn đi tới mấy cái tiệm móng tay, các bạn đưa móng tay ra, các bạn cắt da cắt đồ cho các bạn dê mấy cái người thợ nail, thì dê được một cái người đó lấy về làm vợ. Sau này cái người đó đó, họ lúc nào họ cũng tưởng tượng, họ cũng sợ là bạn sẽ đi mấy cái tiệm nail khác, bạn cũng làm tương tự như vậy. Nếu như mà mình làm tài xế đi, mà mình thả dê, mình cua ai người khách mình đi, thì người khách đó đó sẽ nghĩ là mình cũng sẽ làm như vậy tất cả với tất cả mọi người khác. Chia sẻ cái tâm lý cho các bạn. Sở dĩ mà mình muốn chia sẻ với các bạn về cái vấn đề mà chiến thắng bản thân của mình đó. Mình là người mỗi ngày mình chiến đấu với bản thân của mình. Rượu ngon mình thèm không? Mình thèm. Gái đẹp mình muốn không? Mình muốn. Tiền nhiều mình muốn không? Mình muốn. Cái gì mình cũng muốn hết á. Không phải là mình làm không được. Không phải là mình làm không được. Nhưng mà mình chọn sức khỏe, tinh thần. Bây giờ mình đi ra mình làm ăn kinh doanh. Mình làm ăn kinh doanh. Thì khi mà mình ra làm kinh doanh á, là mình rất là nhức đầu. Mình phải lo đủ mọi thứ từ A tới Z cho cái công việc của mình. Nào là người công nhân của mình bị hôm nay bị đau bị ốm rồi lấy ai thế vô, rồi đủ thứ chuyện ở đó. Đó là tinh tinh thần với cái thể xác. Đó thì mình chọn sức khỏe, mình chọn sức khỏe. Cái vấn đề ở đây không phải là
Có nhiều người nói quất không lẽ quất sống vậy, sao quất hay quá vậy, quất sống còn quá không có đòi hỏi cầu tiến cái này cái kia. Tại vì mấy cái người này không có hiểu, làm con người sống ở trong cuộc đời á, cái gì nó đủ là nó sẽ đủ. Có nghĩa là sao, bây giờ trong túi của quốc có 10 đồng quốc thấy vui, quốc thấy đủ. Còn đối với tất cả mấy người khác, người ta muốn có 100 đồng ở trong túi, có 1.000 đồng, có 10.000 đồng, có 100.000. Các bạn hiểu mình nói không? Cái gì mình thấy nó đủ là nó đủ. Còn mà mình thấy nó không đủ là mình không bao giờ tới ngày nhắm mắt mình không có đủ. Khi nào mà mình đạt được á, mình tu luyện mà mình đi tới một cái giai đoạn á, mà mình có 10 đồng trong túi mình vẫn vui, mình đừng có muốn hơn nữa, mình cảm thấy cái đó là đủ. Nếu mà các bạn mà đạt được cái đó là cuộc sống của các bạn rất là thoải mái, nhàn hạ giống như mình, rất là hạnh phúc. Hạnh phúc á, không phải là nói về dễ, nhưng mà ý mình muốn nói đây á, trong đầu của mình nó không có lo bây giờ phải tranh đua làm cho nhiều tiền để trả, nào là bảo hiểm nhà, 2-3 cái xe Tesla, đóng tiền học phí đại học cho 2-3 đứa con, bắt đầu dùng cái thể xác, rồi đau khổ về cái tinh thần. Mà thiên hạ người ta quên á, ở đời á, người ta có một cái câu: ông trời ổng sanh mình là ổng nuôi mình. Trời sanh mình là ổng nuôi mình. Các bạn thấy những cái người mà người ta vô gia cư không? Người ta cũng sống được vậy. Mấy người vô gia cư á, người ta không có công ăn việc làm, thiếu thốn những thứ thôi. Nhưng mà các bạn thấy không, ngày mai dậy ra đứng ở góc đường nào đó, xe chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại, rồi cuối cùng hết ngày người ta cũng có chỗ ăn chỗ ở à. Nhưng mà mặc dù là người ta là người vô gia cư, nhưng mà người ta vẫn sống được. Trời xanh là trời nuôi. Có một ông homeless, ông vô gia cư nào mà đứng ở ngoài đường á, từ sáng tới chiều á, mà không có ai cho tiền không? Trên cả thế giới luôn, lúc nào cũng có người cho hết á. Đó, còn về mà giống như lúc đầu mình muốn chia sẻ với các bạn đó, làm sao mà để khi mình về già, mặc dù bây giờ mình đang nhìn vô cái màn hình của mình nè, mình đang nhìn thấy nè, nhăn nheo rồi vậy đó, mình biết. Tại vì mình tính ra mình là 50 tuổi rồi. Mình nghĩ trong cái óc của mình lúc nào mình cũng nghĩ vui tươi, đừng có u sầu quá, đừng có tiêu cực quá. Các bạn nói trời ơi tôi nợ nặng đầy hết đó, đủ thứ chuyện hết đó, mà anh kêu tôi không nghĩ tiêu cực. Đâu có ai bắt buộc mình đi dây nợ dây nặng mua một cái bàn 2-3 ngàn đô. Mình sống làm sao, mình sống theo đúng theo cái đồng lương của mình thôi. Còn cái đằng này, các bạn muốn gì mặt mũi, các bạn phải mua một căn nhà để nở mặt nở mày với bạn bè, với người thân, gánh nợ. Mua nhà xong đó là phải tâm lý, là phải thiết bị dụng cụ máy móc, tủ lạnh đồ, nội thất đồ, đó là cái tâm lý. Cái người chủ trước á, người ta bán căn nhà cho bạn á, người ta không có phải đánh bóng sàn nhà, người ta không có đánh nẹp gì hết á. Các bạn thấy không, tới lúc cái người mới mua vô đó là cái tâm lý. Mới mua vô cái cây con mắt nói cái sàn này nè nó cũ kỹ quá, kêu thợ lại đánh bóng sàn nhà 5.000 đô. Rồi ở ngoài vòng vòng cái nhà đó, cái vỏ của cái nhà đó, nhìn cây con mắt quá, kêu thợ tới nó lợp vòng vòng hết 20.000 đô.
nhìn thấy cái nhà bếp nó không có vừa ý mình, kêu ông chú ông cậu tới sửa, $4,000. Vô nhà mới phải cần có sofa, mua bộ sofa, $2,000. Cái niệm này nó ngủ không đã, nó đau lưng quá, đi mua cái niệm $10,000. Đâu ai bắt mình phải làm như vậy, mình tự mình, tự mình làm mà mình nói nợ nặng tùm lum tùm la hết. Mà anh Quốc kêu nói tôi vui sao vui được. Đâu ai bắt buộc các bạn phải gánh nợ gánh nặng đồ, mua những cái thứ mà mình không cần. Đó thì bỏ ra ít phút giải trí cho các bạn ngày thứ bảy. Bây giờ mình trở lại ca làm. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của các bạn. Đó thì mình muốn chia sẻ với các bạn cố gắng mình nghĩ tiêu cực, nghĩ positive. Thì lúc mà mình càng về già đó thì mình sẽ có một cái diện mạo, một cái thân hình nó trẻ trung. Ok, bây giờ mình vô ca làm. Chúc cho tất cả các bạn thật là nhiều hạnh phúc và vui vẻ. Hẹn các bạn lại clip kỳ sau.